Hello hello xin chào tất cả mọi người nhé chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình thì đợt này đã có sự quay trở lại của một cái sự kiện quý mà có lẽ rằng bạn nào chơi lâu bạn các bạn cũng sẽ biết là sự kiện quý này rất là ngon và trước khi vào clip của sự kiện quý này thì hiện tại mình vẫn đang bán bán thẻ dinh chiết khấu giá thẻ dinh đợt này khá là mềm đấy các bạn ạ các bạn quý mến thì mua ủng hộ mình một chút với 500 hay một triệu gì cũng được đấy thì uh, thẻ dinh là thẻ gì? Thẻ dinh là thẻ do nhập phát hành phát ra nhé Không thể refund, không thể gì được đâu các bạn Chưa kể là nạp thẻ dinh rồi sau này các bạn Mà chuyển đổi cao nó cũng dễ hơn rất là nhiều Bởi vì có, có series số series lại mà uh, Tiếp theo nữa mình sẽ nói về câu chuyện của Thúy Giã Tầm Xuân uh, Đây là một cái sự kiện quý uh, lần gần lần ra sự kiện gần đây nhất đó là ngày 29 tháng 4 và lúc mà mình lên clip này chính là ngày 26 tháng 7 nghĩa là 3 tháng một lần thì thường sẽ ra như một cái sự kiện như thế này và chắc chắn rồi uh, trò chơi này thì có sự kiện ngày này đúng không sự kiện ngày quay vòng này hay là có sự kiện tháng như chiêu tài hay là quỳnh tiêu thi ngội và sự kiện ngon nhất thì có lẽ là sự kiện quý nghĩa là sự kiện nào mà lâu lâu ra một lần thì tất nhiên là sẽ rất là ngon các bạn nhé và chúng ta cùng tìm hiểu là sự kiện này có gì đặc biệt và nó ngon đối với nông dân cải chay sao Và những người nạp ít hay là các siêu bọt sẽ có những cái lợi thế gì ở ờ, Đầu tiên là về cái cửa hàng thì ngày xưa mình đã mua rồi Ngày xưa mình mua Xuân Sơn Minh Hương rồi Bây giờ người ta sẽ không cho nữa Thôi cái này mình nói sau đi Đầu tiên là Đầu tiên là tầm vị xuân thực cái này thì nó kiểu chế tạo món ăn, chế tạo bánh thôi và các bạn chế tạo thường thì các bạn nông dân cải chay các bạn sẽ đạt đủ móc 12 đấy thường thì cái sự kiện này đa số là mang tính nhất cải chay thôi và nhận nguyên liệu thì chúng ta đa số là trong quá trình chúng ta vượt phó bản hay là càn quét đấy chúng ta sẽ có cái nguyên liệu và một nguyên liệu bao gồm bột nếm này cỏ ngại này rồi có đậu này rồi là có đường và có thủy thì cái này các bạn có thể trao đổi được với mọi người nhé các bạn không cần lo lắng về vấn đề là khó có thể trao đổi hầu như là chúng ta sẽ rất dễ dàng trao đổi các bạn nhé Đấy. các bạn không lên quá lo lắng về vấn đề này và các bạn có thể nhìn ở trên này ấy, cái thanh trên này các bạn biết là mình đang thiếu cái gì để từ đó mình có cái kế hoạch trao đổi cho nó dễ dàng các bạn nhé thì khi trao đổi và chúng ta chế tạo ra thì chúng ta sẽ có cái bánh đúng không có cái bánh thì các bạn sẽ vào ăn thôi <laughs> sự kiện cực kỳ thích các bạn nhé à, và các bạn hỏi là sự kiện này có tích được không thì theo như mình nghĩ là có tích được có tích được tài nguyên nếu các bạn muốn tích là tích là, kip, kim tích tử này mình nhớ không nhầm mà có đợt ở đó sự kiện của siêu bón bé vịt clip cũ ấy. Mình vào thì tích khoảng 200 cái Nghĩa là thừa lỡ mua ấy nghĩ là đôi lúc mua nhiều quá bị thừa ấy Thì sự kiện này là sự kiện quý Nên chúng ta không chắc chắn được là cái lịch ra đâu các bạn ạ Đấy mình đổ cái là chúng ta không thể chắc chắn được cái lịch ra như thế nào Cái này thì tùy thuộc vào nhà phái hành có kế hoạch như thế nào thôi Đấy Nên các bạn là để giúp mình đây thấy chưa đổi được này nói chung là mỗi ngày chúng ta sẽ có một lượng nhật ký đổi hoặc giới hàn đổi các bạn nhé nên các bạn yên tâm cái này được thì trước sau gì các bạn cũng làm xong thôi đấy tiếp theo nữa thì một ngày chúng ta thu, thập được 15 nguyên liệu các bạn nhé đây đấy 15 nguyên liệu ok nhé cái này tìm thấy mình thấy khá đơn giản nhưng khá là thích các bạn nhé ăn được bánh nó giống kiểu tết đoàn viên đấy các bạn tiếp theo nữa chúng ta đến cái tiếp dẫn ngày xuân đi tiếp dẫn ngày xuân là đây là chừng cái điểm danh thôi rất là ngon đối với nông dân cày chay thì hầu như điểm danh cực kỳ phê pha đấy ngoài điểm danh thì chúng ta có nhiệm vụ và chúng ta làm nhiệm vụ thì sẽ thu thập được lam hồ điệp mình gọi chung là cánh bướm nhé đấy thì cái này các bạn cứ làm bình thường thôi thì cánh bướm để làm gì cánh bướm thì sẽ giúp chúng ta đổi ở cái tiệm sắc xuân này đối với tiệm sắc xuân này <laughs> thì nói chung là tích lũy được nha mà cái đồ này tích lũy được nha rồi uh, chúng ta để ý này cái tiệm sắc xuân Đối với tiệm sắc xuân thì đầu tiên là Tròn sửa từ kinh thi này Chắc chắn là chúng ta sẽ đổi mắt này Chắc chắn là chúng ta sẽ Bạn nào chưa có xuân sơn minh hương ấy Thì các bạn sẽ đổi nhé Bạn nào server mới Thiếu vô từ thiên thư các bạn cũng sẽ đổi Thế là ba cái món này Đa số thì chúng ta sẽ đổi luôn Đấy và thừa nữa thì các bạn có thể đổi đá thay thế Hoặc hộp mô hình Nếu mà server cũ thì mọi người sẽ tập trung đổi hộp mô hình Bởi vì cái thiệt thòi của server cũ là cái mô hình thứ hai nó mới mở nên là server cũ sẽ đổi cái này để kích cái mô hình thứ hai nhanh nhất có thể để tăng cái sức mạnh của cao còn mà các bạn server mới thì các bạn thường là sẽ đổi những cái tài nguyên nói chung ba cái tài nguyên giai đoạn đầu này sẽ cố định ưu chúng ta sẽ ưu tiên ba cái món đầu tiên đối với nông dân cạnh tranh còn mà có điều kiện thêm mới chúng ta sẽ đổi mắc mô hình và nếu mà nick bot nick tốp người ta cũng sẽ đổi mắc mô hình này đổi đá thay thế này nếu mà các bạn nào có kế hoạch chuyển đổi tướng thì đổi lấy tạo thay thế này nghĩa là hai cái đá thay thế và cái mô hình này nó cùng một cái tần số với nhau cùng một cái giá trị ưu ừ, tiên ừ, ừ, đấy nếu mà các bạn dư giả thì có thể đổi đá tinh luyện nhé nói chung là cái câu chuyện của ba món này nó khá là quan trọng ờ, chưa đủ nhỉ, chưa đủ thôi đợi, đợi từ từ đi tiếp theo nhé tiếp theo nữa là xuân hành trường ca xuân hành trường ca này thì nó khá là dễ Nó chỉ là một cái như cái, cái hoạt động thôi Chúng ta chọn Nếu mà chúng ta chọn sai Thì chúng các bạn có thể chọn lại nhé Miễn sao chúng ta đẩy cái thanh công cụ này Thì chúng ta sẽ nhận được quà thôi Đấy Đấy là xong Đơn giản lắm các bạn Và quà thì rất là ngon Các bạn ấy tận 200 la màu điệp 10 kim kích tử luôn các bạn ạ Đấy những cái mà đơn giản quá thì mình sẽ gắng bỏ qua nhé <laughs> có gì các bạn xem thêm bởi vì clip này mình đã làm lần thứ hai rồi tiếp theo là quà ngày xuân quà ngày xuân thì chắc chắn rồi mua hết mua sạch luôn đối với cái gì liên quan đến kim nguyên bảo còn câu chuyện của tiên ngọc đấy đây là câu chuyện dành cho ngày xưa ấy ví dụ như ngày xưa các bạn nào mà à, đấu giải đấu mà liên xe đấu giá lên xe các bạn sẽ nhận được tích lũy tiên ngọc đúng không lợi tức bằng tiên ngọc thì các bạn có thể có 500 trăm lợi tức thì theo như mình thì các bạn bỏ vào đây rất là hợp lý bởi vì sao bởi vì cái này một cái kinh thi mà nó giá có khoảng 70.000 mươi việt nam đồng nghĩa là các bạn 90 tiên ngọc nó tương ứng với khoảng 70.000 mươi việt nam đồng các bạn nhân với 80% đi cỡ vậy đấy các bạn nhân với không thì chúng ta sẽ ra tự, tự ước lượng với nhau các bạn nhé Cái này thì uh, quy chuẩn này thì do tự mình chế ra Tự mình tạo ra nên có thể là không đồng đều với tư duy của Các bạn thì có thể các bạn thông cảm nghĩa là đối với mình là cái này rất là ngon Đấy bởi vì đối với nông dân nhất là các bạn nông dân thì đổi cái này rất là ngon Còn uh, các bạn mà uh, cái này Các bạn thấy cho một cái vô tự thiên thư Nó tương ứng với khoảng 500.000 Việt Nam đồng Đấy <laughs> các siêu bó tịch có thể là mọi người sẽ đổi đầu tiên nếu muốn Thật ra đầu tiên này thì các bạn thấy ngon Ăn 10 quả đầu tiên này nó như quái vật luôn Các bạn nhé Nhìn 2,5% này nhưng ăn 10 quả vào là 25% sạt thương PVP đấy Nó sẽ tạo ra cái câu chuyện là sạt thương PVP Ao trình Uốn trình sạt thương PVP luôn nó, nó gõ hoặc là nó đánh cực kỳ đau các bạn Đó là nếu mà các bạn muốn phân tích sâu Còn đương trọng minh văn này thì thôi Cái này các bạn đầu giá chót nó rơi vào khoảng 8k kim nguyên bảo nhỉ Đúng không nhỉ Ừ thì theo như mình cái này chúng ta ưu tiên Nếu như mình ấy, thì mình sẽ mua mắc như thế này thôi thì mình mua mua tạm 12 cái đã <laughs> cuối mua tính tiếp đó, các bạn bởi vì mình cũng cần tích một số tiên ngọc để bởi vì thật ra cái câu chuyện mà các bạn mua này nó phải phụ thuộc vào nhu cầu của các bạn đang có cái kế hoạch lên cái gì nữa nhé các bạn nhé Đấy, nhưng thật sự là như thế này rất là rẻ các bạn nhé rẻ cực kỳ tiếp theo cái quan trọng nhất có lẽ các bạn quan tâm đó là kim kích xuân Mộc nói về cái clip của cái sự, sự kiện này mình đã lên hai cái clip rồi một cái clip giới thiệu và một clip phân tích. Các bạn nào muốn đi sâu hơn nữa có thể xem lại clip phân tích nếu các bạn muốn. Còn clip này mình cũng sẽ tổng hợp của hai cái câu chuyện lại. Là chúng ta có một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy món quà cao cấp. Trong đó thì có một món siêu cao cấp. Siêu có gọi món siêu cao cấp này thì chúng ta có thể chọn. Cái việc chọn món siêu cao cấp này nó phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi cao Vậy thì mình sẽ giả định một số nhu cầu như sau. server siêu mới thì các bạn có thể chọn cái này bởi vì mấy xe đầu đầu ấy nếu mà có bạn có một cái vũ khí thường cổ ấy các bạn khỏe lắm nó như một con quái vật các bạn nhớ nhút mình và các bạn giá trị bỏ ra các bạn rơi vào khoảng 1 triệu cho đến một triệu ba hay một triệu rưỡi nó tùy vào ở server các bạn có nhiều tốp nạp chơi sự kiện này không hay là mọi người có nạp nhiều không nhưng theo như mình nghĩ nếu mà các bạn bỏ ra một triệu để lấy một cái rương thần đoàn, thường cổ tự chọn như thế này đáng giá cực kỳ đối với server mới khỏe lắm bình thường ấy các bạn bắn cá mà để mà lấy một cái này các bạn bỏ hai triệu rưỡi hai triệu rưỡi đến 3 triệu để bạn lấy một cái rương tự chọn nếu mà nhân phẩm các bạn đen đấy thì đối với server mới như vậy hoặc là đối với những server nào mà ổn hoặc các bạn nào có những một số phe ví dụ như ngô không giai đoạn đầu có một hóa thân trừ bạt giới rất là ngon thì các bạn có thể lựa chọn được nói chung là cả cái này nếu mà server mới mình chính là tham điểm 10 thì cái này nó thang điểm chín Đấy. cái này thì thường là các nick tốp người ta sẽ chọn rồi các, các, server cũ thì sao server cũ thì chắc chắn là các siêu bọt và các tốp thì mọi người sẽ chọn cái này còn các server cũ bạn nào mà thích nhân phẩm ấy thì các bạn có thể bỏ ra một triệu giai đoạn đầu thật ra cái quà này nó có một cái hay là lượt đầu tiên lượt đầu tiên chúng ta nhận quà nhận cái quà này đầu tiên thì giá nó rất là rẻ nó tầm khoảng một triệu đến một triệu rưỡi thôi tùy nhân phẩm các bạn hoặc các bạn nào có nhân phẩm tốt hơn thì có thể lấy free nếu mà nổ hũ còn mà nếu mà càng về sau thì các bạn sẽ mất lầm khoảng hai triệu rưỡi trên một lần đào hết tất cả mình nhớ không nhầm như vậy thật ra thì đào này có lời không lời chắc chắn là sẽ lời và mình sẽ có cái bảng cho các bạn xem thứ hai tại sao chúng ta nó lời bởi vì trong quá trình mà chúng ta khêu ấy thì chúng ta sẽ có những cái như thế chúng ta có kim nguyên bảo này có đá tinh luyện này kim nguyên bảo các bạn đấy mình giảm cái speed để cho các bạn xem ờ, cái, 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 cái con kia đâu rồi nhỉ đây, nó ở đây rồi Nghĩa là nó cực cực kỳ ngon các bạn nhé Bởi vì thứ nhất là ngoài việc ăn ăn quả theo móc rồi Theo đợt rồi Thì khi mà chúng ta khều như thế này Ra này, đấy các bạn thấy chưa Nguyên bảo đã tinh luyện từ đáng ngẫu nhiên Nghĩa là ra những cái vật phẩm mà các bạn luôn luôn thiếu Đấy, đó là những cái vật phẩm lẻ Còn mà những vật phẩm lớn tổng quan như thế này thì chúng ta cũng biết rồi nó bao gồm vật phẩm như là uh, mảnh tròn tướng đỏ này hay là đá quý bậc 6 này hay là kinh thi này. Đấy, hay là cái này, cái này thì mình cũng có cái bảng để cho các bạn tính tính cái cái giá trị của nó nó khoảng bao nhiêu. Các bạn nhá, nó ngon cực kỳ luôn. Chưa kể là trong quá trình chúng ta mua ấy, mua quà hàn giờ ấy, đây. Đấy, các bạn mua luôn các bạn nhá, cái cửa hàng này các bạn mua, cái cửa hàng này mình cũng sẽ lên cái bảng cho các bạn xem ờ, cái giá trị này nó rơi vào khoảng 3.000 nếu mà tính trung bình giá thì nó rơi vào khoảng 4.000 4.000 cho một cái khều Còn mà đối với nông dân thì các bạn có điều kiện khoảng 12.000 thì các bạn mua giá rẻ này các bạn mua để xài cũng được đấy nếu các bạn có muốn nhu cầu còn bạn nào mà có kế hoạch tích thì cũng được các bạn nhé tầm này mà có có nếu mà các bạn tích ấy, thì mình chưa chưa dám chắc chắn là sự kiện này sẽ trở lại lúc nào còn bạn nào mà chơi theo kiểu liều ấy thì các bạn có thể tích cái chai các bạn có thể tích nhưng mình cảm giác nó rủi đó nó rất là nguy hiểm nhưng nếu mà các bạn tích thì mùa sau các bạn sẽ ăn free được đầy nếu có, có các bạn nhé đấy các bạn thấy chưa thì nói chung là tùy các bạn thôi nói chung là mình sẽ đưa ra ý tưởng còn quyết định của các bạn là quyền ở các bạn nhé về cái quà này thì mình sẽ để bằng giá cho các bạn rồi để mình xem còn cái gì để mình nói không về vấn đề uh, cái rương này cái rương này thì nó khác gì so với các rương khác cái rương này thì nó sẽ có xác suất là nói chung là một trăm sẽ ra minh văn đỏ nhưng có hai loại minh văn đỏ là minh văn thuộc tính với xác suất 75 ra và minh văn đặc thù là minh văn kỹ năng ấy nó có xác suất khoảng 25 thì cái này là tùy, tùy thuộc vào nhân phẩm ấy. đúng kiểu chơi nhân phẩm luôn nhân phẩm cực kỳ luôn các bạn nhé đấy còn tiếp theo là câu chuyện rương chọn pẹt rương chọn pẹt thì nếu mà các siêu bọt ấy thì các bạn mà thừa các bạn có thể đổi cũng được hoặc là các bạn đang cần pet ví dụ như đợt này có kế hoạch pet như thế nào mắc ứng long này rồi một số bạn đi theo kiểu là mắc tỷ hưu này rồi đợt này là meta mắc mắc bạch trạch các bạn nhé đợt này meta là mắc bạch trạch hiện là hiện tại rồi sắp tới thức tỉnh anh chiêu nữa hoặc là không chưa đến thức tỉnh anh chiêu đâu nếu mà nói về thức tỉnh anh chiêu thì nó còn lâu lắm bởi vì thứ nhất là nó còn hòa đấu hay là cái uh, hòa đấu nó còn hòa đấu từ hoàng nó sẽ thức tỉnh trước nên chúng ta cứ từ từ bình thường sau này các bạn sẽ lên thức tỉnh anh kiêu rất là nhiều nhưng đến lúc đó thì mình tính cũng phải khoảng 4 tháng nữa nói chung là các bạn xem vừa cũ sẽ có cái hoạch tích còn các bạn xem vào mới thì hầu như là các bạn chọn pet đầu tiên các bạn sẽ kích duyên để lấy hiệu quả nữa. thứ hai nữa là các bạn có thể mắc một số con pet nào các bạn muốn thì vấn đề pet này sau này mình phải làm cần một clip riêng đấy các bạn bởi vì đợt, đợt, này bắt đầu còn phải có một cái clip riêng về pet tất tần tật hướng dẫn tất tần tật về pet thôi nhìn hình dung như vậy nói chung là để mà chơi khô cái này thì cũng uh, tốn một năn ná nhưng các bạn yên tâm khi mà các bạn mua ấy thì thứ nhất là nó cũng hoàn trả cho các bạn cái tiên ngọc đúng không ví dụ như chúng ta bỏ ra khoảng 648 thiên bảo đi nó tương ứng thì các bạn sẽ nhận về được 648 tiên ngọc cái tiên ngọc này các bạn có thể để để chơi sự kiện chiêu tài hoặc là chơi sự kiện này nếu các bạn muốn ở sự sự kiện này không cho mua bằng tiên ngọc nhưng các bạn yên tâm nếu mà các bạn chơi cái sự kiện này nó sẽ rất là lợi cho tông môn của bạn khi mà các bạn có kế hoạch chơi chiêu tài sắp tới và cứ mỗi lần sự kiện này diễn diễn ra thì chắc chắn sắp tới sẽ chiêu tài và chiêu tài sắp tới sẽ rất là máu lửa các bạn nên nhớ giúp mình như vậy à, tiếp theo nữa thì cái này thành viên tông môn mỗi khi nhận được 20 lần đào cụ thủ hồ sử trong môn tông môn có thể nhận được một lần đây là cái yếu tố cực kỳ lớn bởi vì cái rương này ấy, nó cho các bạn rất là ngon cho các bạn kim kích tử tận 5 cái cho các bạn tận năm cái kim tích tử này để cho các bạn quay à, khều <laughs> để cho các bạn khều chưa kể là đá tinh luyện nghĩa là các bạn vào tông môn này nhiều tố chơi cái sự kiện này thì các bạn sẽ bú rất là đẫm mình nhớ là ngày xưa có những cái bạn mà tông môn cực kỳ nhiều nhá như như tông môn nói chung cái này cần tính chất đoàn kết của tông môn các bạn nhé Đấy mỗi người mà cứ nhích một tí nhích một tí là cũng này nọ đấy các bạn ạ OK, clip đến đây theo như mình nghĩ là cũng đã đủ cái kiến thức để cho các bạn trải nghiệm cái trò chơi này tốt hơn. Có thể là khiến cái, cái clip này nó sẽ hơi tổng quát, nó không chi tiết nhưng mong rằng à, các bạn sẽ hiểu được. Đấy, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. À, các bạn thấy hai buổi cho mình một like và đăng ký với.